Chiều và tối ngày 18 tháng 7, nhiều người tại Hà Nội khi nhận được thông tin công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã dòng dắn kéo đến các siêu thị, TTTM, cửa hàng tiện lợi để mua sắm hàng hóa, thực phẩm. Điều này khiến một số nơi xảy ra tình trạng hết hàng cục bộ, người dân dòng dắn xếp hàng dài chờ tính tiền, ảnh hưởng đến quy tắc trong phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay. Đến sáng ngày 19 tháng 7, tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được bổ sung đầy áp kệ nhưng lượng người mua thưa thớt, các loại rau củ, thịt cá đều không có biến động về giá so với những ngày trước đây. Ghi nhận tại một số siêu thị, TTTM lớn ở Hà Nội sáng ngày 19 tháng 7 cho thấy, lượng người dân kéo đến mua sắm đã giảm rõ rệt, thậm chí vắng hơn so với những ngày bình thường. Đặc biệt, trên các kệ hàng tiêu dùng, rau củ quả, thịt cá đều được siêu thị bổ sung đầy đủ các loại rau củ quả được bổ sung từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu của người dân tất cả các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân đều được bình ổn giá không tăng so với những ngày trước đây thực phẩm được bổ sung nhiều người tiêu dùng thoải mái lựa chọn các loại rau củ quả ở các tỉnh miền núi phía bắc cũng được các siêu thị cung ứng nhiều quầy cung ứng đồ khô bánh kẹo cũng được siêu thị bổ sung đầy ắp các loại lương thực như gạo tẻ, gạo nếp, các loại đổ cũng được bổ sung đầy đủ. Nhiều loại trái cây cũng được siêu thị bổ sung phục vụ nhu cầu của người dân. Các loại thịt gà, thịt lợn giá không thay đổi so với những ngày trước đây. Một số người tiêu dùng đang mua sắm cho biết, bản thân sáng nay đi siêu thị chỉ mua đủ cho gia đình dùng trong 4, 5 ngày. Cảnh người dân mua sắm vắng vẻ sáng nay tại một siêu thị lớn ở quận Cầu Giấy. Theo Sở Công Thương, ngày 18 tháng 7, sở đã có buổi làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn về công tác chuẩn bị hàng hóa phòng chống dịch. Hiện tại các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đã dự trữ tăng từ 30-50 lượng hàng hóa thiết yếu. Trong sáng nay, siêu thị này vẫn nhận dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến tận nhà cho người tiêu dùng khi sử dụng mua hàng online. Sáng ngày 19 tháng 7, tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội, tiểu thương cũng cung ứng hàng hóa rồi giàu, đầy đủ phục vụ nhu cầu của người dân. Các mặt hàng rau củ quả, Thịt cá đều không tăng giá so với bình thường. Nhiều tiểu thương cũng thừa nhận, trong sáng ngày 19 tháng 7, lượng người dân kéo đến mua sắm ít hơn so với những ngày trước đây. Theo gia đình xã hội